Góc trời hy vọng, Trường Hà Vũ Duy Toại. Mai thẫn thờ bước đi siêu vẹo dưới ánh nắng ban trưa không định hướng. Theo lời người đánh xe thả nàng xuống ở ngã tư đường, thì chỉ cần đi bộ qua hai ngã tư đường là đến được nơi mà nàng cần phải đến. Nơi mà kể từ khi bắt đầu có ý định ra đi khỏi quê hương, Mai đã biết là nàng sẽ phải đến đó để bắt đầu một cuộc đời mới, bắt đầu cho một cuộc sống chứa chan niềm tin và hy vọng. Một nơi mà có những ước mơ của con người yếu đuối bé nhỏ như Mai sẽ trở thành sự thật, tươi sáng và thắm tươi như ánh mặt trời. Bước chân của Mai tưởng chừng như không còn sức sống nữa, cuống họng khô rang mà đầu thì ngây ngất, choáng váng. Cái cảm giác khó chịu kéo lên từ bụng, cào cấu từng chập khiến Mai càng mệt mỏi. Sao lâu thế nhỉ? Hay là đi lạc đường rồi? Mai tự nhủ và đưa tay che ngang tầm mắt, nhìn quanh quất như để tìm kiếm một cái gì đó không hình dáng để có thể mô tả cho người chung quanh biết. Nhưng mà mình có biết nói tiếng của xứ này đâu mà hỏi với hang. Thật là khổ. Cái túi vải đeo trên lưng như đè nặng tâm tư của người đàn bà lạc lõng trên xứ lạ. Đến bên chiếc ghế đặt ở góc đường, Mai hờ hững thả cái túi vải xuống, mở túi ra lấy chai nước nhỏ như chai nước xá xị đưa lên miệng uống. Nước chưa trôi khỏi cổ, nàng đã ọe lên mấy cái. Chất nước chua đưa lên miệng làm cho Mai phải cúi đầu xuống để thả rơi xuống mặt đất. Mồ hôi ướt đẫm chảy ngang qua cặp mắt của Mai, tạo cho hình ảnh trước mắt biến thành màu đen, ánh sáng như khuất chìm giữa buổi trưa nóng nực. Khi Mai ngẩng đầu lên thì bắt gặp một hình dáng cao lớn trước mặt nàng. Giật mình xoa mắt và nhìn thật kỹ thì đó là hình dáng một nam nhân, một người đàn ông trung niên, đeo kính râm, đang nhìn thẳng vào Mai. Người đàn ông không nói gì cả, chỉ nhìn Mai thật lâu, định bước đi rồi ngoái đầu trở lại. Nhìn Mai im lặng, Mai cố gắng hỏi liều một câu. Ông ơi, trạm đăng ký cho người nước ngoài có gần đây không? Người đàn ông giật mình nhẹ một cái và đáp lời. Cô là ai? Đăng ký cái gì? Tôi mới đến, đây có phải là nước Đức không hả ông? Phải, cô cần đăng ký làm gì ở đây? Tôi muốn xin cư trú. À, tôi hiểu rồi, cô muốn xin tị nạn có phải không? Đúng thế, gần đây là trại tị nạn, để tôi đưa cô đến đó. Mai hớn hở vui mừng không sao tả nổi, nàng đã vớ được cái phao khi đang ở giữa biển khơi rồi. Cảm ơn Thượng Đế, Ngài đã cứu con. Mai lầm thầm trong miệng và đứng lên đi với người đàn ông dẫn nàng đến trại tị nạn. Trên đường đi, người đàn ông khai tên là Tuấn và hỏi thăm nàng về những gì đã xảy ra. Mai từ từ thuật lại câu chuyện khi một đám mây vừa kéo đi để lộ ra ánh mặt trời màu nắng chói chang. Mai đang làm việc ở một câu lạc bộ tại Việt Nam với vai trò của thu ngân viên. Một buổi sáng khi đang đi trên đường đến câu lạc bộ để làm việc thì nàng thấy mấy xe công an bao vây chỗ làm việc của nàng. Mai nấp vội vào góc đường để theo dõi thì thấy ông chủ tiệm câu lạc bộ đang khua tay múa chân để diễn tả điều gì ấy. Rồi thấy ông ta vò đầu bực tức lắm thì phải. Thấy vậy, Mai không đắn đo suy nghĩ mà bỏ về nhà ngay. Như có linh tính, Mai từ giã mẹ nàng và tìm đến nhà người bạn gái. Dần dà, Mai mới biết là ông chủ nhiệm biển thủ tiền của câu lạc bộ. Khi xảy ra chuyện bê bối tiền bạc thì Mai bị tố cáo là ăn chặn tiền của câu lạc bộ nên công an gửi giấy triệu tập để làm việc với họ. Mai sợ quá, nàng nghĩ là chắc chắn sẽ bị đi tù nên bỏ trốn khỏi nơi đang sinh sống và về chỗ người chị họ. Bà chị họ che chở cho Mai được một thời gian thì giới thiệu cho nàng đường dây đưa nàng ra nước ngoài để trốn tránh tai họa sẽ xảy đến cho nàng. Bà chị họ của Mai hôm ấy đã nói với Mai sau khi đã đóng cửa lại. Chị đã tìm được cho em chỗ đi rồi, em sang bên ấy mà sống sẽ thoát được công an đang truy nã. Nhưng đi đâu hả chị? Sang Đức. Ở đấy chị nghe bảo họ quý con người lắm, không hành hạ người như ở đây đâu. Nhưng tiền đâu mà em trả cho họ, phải mất bao nhiêu tiền hả chị? 8 bó em ạ. Là bao nhiêu hả chị? À, tức là 8.000 đô la đấy. Số tiền hơi cao, họ bảo lên giá vì bây giờ khó khăn, phải trả thêm cho một tuyến đường nữa. Nhưng đừng lo, thiếu bao nhiêu chị sẽ chạy hộ em, sang bên ấy lại đi làm, kiếm ra tiền gửi trả lại cho chị sau vậy.
chị cũng chẳng đành lòng thấy em thân gái mà trốn tránh khổ sở như thế này đâu. Làm sao ăn nói với bố mẹ em? Trời ơi, nhiều tiền thế lấy đâu ra? Không sao, để chị bàn với họ xem sao, có thể trả làm nhiều đợt. Hôm sau, Mai theo chị họ đến một quán cà phê chui ở cuối một đường phố nhỏ. Buổi chiều vàng vọt hiu hắt khi hai người lạ mặt, một nam một nữ đội mũ che sát mặt, chạy xe hai bánh đến gặp nàng và bà chị họ. Họ nhìn Mai và bắt đầu nói chuyện với chị họ của Mai. Tiếng nói của ba người chỉ vừa cho họ đủ nghe nên Mai không nghe được. Hai người đã nói chuyện với chị họ Mai không đầy nửa tiếng thì cáo lui. Lúc chạy đi thấy họ ngó giáo giác hai bên đường rồi mới phóng xe đi. Mai ra về và được biết họ đã bằng lòng để Mai trả một nửa còn lại sau khi sang Đức. Họ cần tấm ảnh của Mai để làm sổ thông hành. Họ sẽ đón Mai và đưa nàng ra phi trường Hà Nội. Không ngờ giờ chót họ thay đổi thỏa thuận. Họ không đưa Mai đi sân bay Hà Nội mà chở bằng xe vận tải ra khỏi Việt Nam, để rồi từ phi trường lạ Mai được chở sang một nước cũng rất xa lạ với nàng. Khi xuống sân bay lạ, Mai được hai người đàn ông dẫn đi ra khỏi cửa chung với sáu người nữa, trong đó có ba trai và ba gái. Những người kia đều còn trẻ cả. Họ đưa tất cả lên một chiếc xe vận tải nhỏ loại 9 chỗ ngồi. Chiếc xe này đã đưa Mai và những người kia ra khỏi thành phố và chạy thật lâu trên những con đường gồ ghề, đất đỏ bay mù mịt. Thỉnh thoảng, cả bọn được đưa cho một chai nước uống chung, thức ăn thì chỉ có mấy ổ bánh mì ngọt lót dạ. Những người ngồi trong xe đều không được nói chuyện và cũng không được hỏi han những người đưa đường nhiều. Mai nhận thấy người lái xe không phải người Việt Nam, chỉ có hai người đưa đường là người Việt Nam mà thôi, vì hai người này đi chung từ lúc ra khỏi sân bay của Việt Nam. Họ hút thuốc lá liên tục, khói thuốc xông vào trong xe làm Mai như muốn nghẹt thở. Có tiếng hò của những người đi chung xe. Một gã để bộ sâu mép, đôi mắt đanh lạnh khiến Mai và cả bọn đi chung xe không dám nhìn gã. Mai tiếp đi lúc nào không rõ, nàng chỉ chợt thức giấc khi nghe tiếng mưa rơi nặng hạt. Nhìn quanh không thấy được gì vì là xe bít bùn, phần vì trời tối. Có thể đang là ban đêm, dù trời mưa, chiếc xe vẫn chạy thật nhanh trên con lộ, không được tốt lắm vì xe bị nhồi dữ dội, dường như xe đang chạy trên con đường rừng. Mai nhủ thầm như thế vì nhìn phía trước, Mai thấy những chiếc cành cây và lá đập vào kính chắn gió của xe. Chiếc xe đang chạy thật nhanh, bất ngờ chậm hẳn lại. Mai thấy xe lắc lư, quanh co chừng nửa giờ thì ngừng lại. Có tiếng nói rất lạ và đèn rọi vào xe. Mai nghe loáng thoáng tiếng người đưa đường bảo nhau. Đã vào đất tiệp rồi, sắp đến địa điểm tạm nghỉ rồi đấy. Gã có bộ râu chợt quay nhìn Mai và cả bọn. Hắn đưa bốn ổ bánh mì và hai chai nước cho cả bọn. Mai đã mệt lả người, say xe và buồn ngủ, chân tay rã rời nên chỉ uống nước chứ không ăn gì cả. Nhìn sang bên cạnh là cô gái đi chung từ Việt Nam, áo quần gọn gàng. Mai muốn hỏi chuyện nhưng lại không dám. Cô gái kia chừng như cũng hiểu ý Mai nên nhìn nàng như ngầm thông cảm. Sau đó xe lại chạy tiếp trên con đường gồ ghề, lầy lội. Tự dưng Mai thấy buồn phiền và tủi thân nên đôi mắt nàng rưng rưng. Cuối cùng chiếc xe dừng lại ở một căn nhà. Gã đàn ông có bộ râu mép lúc đó mới xuống xe, mở cửa và ra hiệu cho mọi người theo vào trong căn nhà. Bên trong căn nhà có nhiều phòng và Mai thấy đã có sẵn ở đây ít nhất là 4 đến 5 cô gái Á Châu nữa. Có lẽ họ đã ở đấy từ lâu nên thấy họ áo quần xốc xếch, mắt như lạc thần. Mai và cô gái được đưa vào ở chung với các cô gái kia. Những người con gái kia không nói gì cả, họ để mặc cho Mai và cô gái mới đến tự xếp đặt chỗ nghỉ cho mình. Mai hoảng hốt vô cùng vì thấy tình trạng trú ngụ như thế này thật là vừa mất vệ sinh, vừa không an toàn cho đàn bà con gái như nàng. Hơn thế lại phải ở chung với bọn đàn ông lạ, phần là Á Châu, phần là người nước khác. Mai đã phải sống trong căn nhà đó không biết là bao lâu. Thời gian trôi qua, nàng không có ý niệm vì bọn đàn ông đưa đường đã khóa chặt cửa của căn nhà lại. Họ để sẵn đồ ăn, thức uống và không cho ai ra ngoài cả. Một đêm kia, khi Mai sắp đi ngủ, thì bọn đàn ông kéo vào phòng. Chúng hao háo nhìn Mai và những cô gái chung phòng. Một tên trong đám móc thuốc ra hút rồi nói rất chậm rãi. Nếu muốn đến nơi đến chốn thì phải biết điều mới được. Vừa nói, hắn vừa gạt tàn thuốc lá lên chỗ cổ áo của Mai.
Mai xanh mặt không nói được lời nào. Những tên khác cũng bắt đầu có thái độ sàm sỡ. Mai hiểu ý định của bọn chúng. Rồi chuyện gì phải đến cũng đã xảy ra cho bọn Mai. Chính nàng cũng không thể ngờ tình trạng lại đến như vậy. Từ đó đêm nào Mai cũng phải tiếp bọn đàn ông đưa đường dẫn lối. Chưa đến nơi đã chịu nhiều khốn khó. Mai đau khổ lắm, nhưng sực nghĩ lại, nếu bị công an bắt thì tù tội cũng chẳng hơn gì. Thôi thì phó mặc cho số phận đẩy đưa. Cuộc sống của Mai trong căn nhà hoang giữa rừng kéo dài có lẽ hơn 3 tháng. Thì một hôm Mai nhận được tin là sẽ tiếp tục lên đường. Đoàn người rời khỏi căn nhà hoang kia một đêm mưa và có gió lạnh. Chiếc xe bít bùn lại tiếp tục lao vào đêm tối trên vùng đất lạ. Trên xe, Mai thấy lạnh và bắt đầu khó chịu. Nàng thấy cái gì đó kéo cuồn cuộn đưa lên cổ và phát thành tiếng ọe. Rồi Mai bị nôn mửa dữ dội. Gái đưa đường đưa chai dầu và ly nước nóng cho nàng và bảo: "Xoa dầu rồi đi ngủ cho đỡ mệt. Có màn rồi đấy, uống nước nóng sẽ đỡ hơn." Mai bàng hoàng cả người khi nghe lời của gã đàn ông thốt ra. Thật xót xa cho thân phận mình. Đi cũng khổ, mà ở lại thì... Cuối cùng, Mai cũng đến được nơi mà nàng phải đến. Nàng được thả xuống xe sau khi gã đàn ông đưa đường chỉ dẫn cho Mai nơi mà nàng sắp đến và dặn dò về việc phải gọi điện thoại cho người nhà ở Việt Nam để thanh toán nốt chi phí cho chuyến đi của nàng. Đã trót lọt rồi, tiền còn lại sẽ phải trả hết trong 7 ngày. Mai chỉ biết nhận lời rồi xuống xe mà đầu óc thì nặng trĩu. Những người đi chung xe cũng được thả xuống xe trước đó. Mai không biết tại sao họ lại xuống ở những nơi xa lạ đó. Mai được người đàn ông mới quen đưa vào văn phòng của cơ sở cứu xét tị nạn cho người ngoại quốc để làm thủ tục xin tị nạn tại Đức. Sau mọi thủ tục, Mai phải qua phần phỏng vấn tị nạn. Người đại diện chính quyền Đức đã hỏi Mai về tất cả những gì Mai đã trải qua trên đường từ Việt Nam sang đến Đức. Mai thuật lại tất cả và khi kể đến chỗ ở căn nhà hoang bên tiệp, Mai đã khóc thật nhiều. Nàng không muốn nói ra, nhưng rồi cũng cho biết là đã có thai và xin không giữ lại cái thai vì không biết cha của đứa bé là ai. Mai nhận giấy đi khám bác sĩ. Sau khi khám bác sĩ, đã đề nghị Mai phải đến phòng cố vấn vì theo luật lệ chỉ được phép trục thai trong vòng 3 tháng đầu mà thôi, nếu có lý do vững chắc. Người cố vấn đã nói chuyện với Mai rất nhiều và khuyên Mai nên suy nghĩ cho thật kỹ. Họ cho biết là sẽ giới thiệu Mai đến phòng khám nghiệm một lần nữa trước khi có quyết định. Người thông ngôn viên đi giúp Mai đã khuyên Mai nên liên lạc với người nhà của mình trước khi dứt khoát về việc nên hay không nên giữ lại cái thai. Mai suy nghĩ hơn 2 ngày và đã gọi điện thông báo đầu đuôi câu chuyện cho người chị họ ở Việt Nam để giải quyết chi phí của nàng. Và Mai đã kể lại việc nàng có thai ra sao cho người thân thích của mình. 3 tháng sau ngày đến trại tị nạn, Mai đã quyết định giữ lại đứa con trong bụng. Những lời khuyên của người thông ngôn và của người cố vấn về việc trục thai đã khiến cho Mai tỉnh ngộ. Phải rồi, đứa bé đâu có tội tình gì mà phải chịu bị mất đi cuộc sống. Ai cũng có quyền sống, tại sao con nàng lại không thể? Mai ứa nước mắt khi xoa bụng và dứt khoát sẽ nhận hài nhi đáng thương kia. Thêm vào đó, nàng nhận được sự chăm sóc của người đàn ông gặp nàng khi đến Đức. Đúng vậy, Tuấn, chàng trai cao thượng kia đã hứa là sẽ nhận cái thai trong bụng Mai là con của chính mình và sẽ săn sóc cho Mai. Mai vui mừng, cảm động, nhận sự che chở của người con trai mà nàng sẽ gửi gắm thân phận, cuộc đời trong những ngày sắp tới. Mai nhìn về phía xa xa, một góc trời có nắng vàng, có mây xanh, và ở đó cũng là niềm hy vọng, là sự sống của hai mẹ con nàng.